Loại quả giòn ngọt được ví như thuốc bổ tự nhiên, bổ xương khớp, tốt tim mạch, bổ sung năng lượng, tăng đề kháng. Hồng táo chứa lượng lớn carbon hydrate, nguồn cung cấp năng lượng chính cho các hoạt động hàng ngày. Bên cạnh đó, hồng táo còn giàu vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Không chỉ dừng lại ở đó, hồng táo còn chứa vitamin A, rất quan trọng cho thị lực, giúp duy trì đôi mắt sáng khỏe và làn da mịn màng. Ngoài ra, các khoáng chất thiết yếu như kali, magie, canxi cũng góp phần không nhỏ vào việc duy trì sự cân bằng điện giải, hỗ trợ chức năng của các cơ quan trong cơ thể, từ đó tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả. Cải thiện tiêu hóa, giảm táo bón. Chất xơ dồi dào trong hồng táo hoạt động như chiết chổi dây tự nhiên, quét sạch các chất cặn bã trong ruột, đồng thời kích thích nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn qua đường tiêu hóa. Nhờ đó, hồng táo giúp ngăn ngừa táo bón hiệu quả, một vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải. Ngoài ra, chất xơ còn là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và nâng cao khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Hồng táo đồng thời có tác dụng làm dịu niêm mạc dạ dày, giảm các triệu chứng khó chịu do viêm loét dạ dày tá tràng. Với những công dụng tuyệt vời này, hồng táo thực sự là lựa chọn lý tưởng để bạn chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa của mình một cách tự nhiên và hiệu quả. An thần, ngủ ngon. Các flavonoid, saponin và polysacha trong hồng táo được chứng minh là có khả năng tác động lên hệ thần kinh trung ương, giúp giảm căng thẳng, lo âu, mang đến cảm giác thư thái, bình yên. Nhờ đó, bạn sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, ngủ sâu giấc hơn và thức dậy với tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Không chỉ vậy, hồng táo còn giúp điều hòa nhịp sinh học, cải thiện tình trạng mất ngủ kinh niên, giúp bạn có một giấc ngủ ngon và trọn vẹn. Ngoài ra, hồng táo còn được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ điều trị các chứng mất ngủ, suy nhược thần kinh, giúp bạn lấy lại cân bằng tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tốt cho tim mạch. Hồng táo không chỉ là loại quả thơm ngon, bổ dưỡng mà còn là người bạn gây tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch. Lý do, ẩn chứa bên trong lớp vỏ đỏ ao ấy là nguồn dồi dào các chất chống oxy hóa, bao gồm flavonoid, polyphenol và vitamin C. Những e chiến binh ngày này có khả năng trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào và dẫn đến các bệnh lý tim mạch. Đặc biệt, hồng táo giúp giảm cholesterol xấu, LDL, trong máu. Cholesterol xấu là thủ phạm gây ra xơ vữa động mạch, làm hẹp lòng mạch máu, cản trở lưu thông máu, tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Bằng cách giảm cholesterol xấu, hồng táo góp phần ngăn ngừa xơ vữa động mạch, duy trì độ đàn hồi của thành mạch, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Bổ máu, tăng cường tuần hoàn máu. Hồng táo là nguồn cung cấp sắt dồi dào, khoáng chất thiết yếu trong quá trình tạo máu. Sắt là thành phần quan trọng của hemolon, protein trong tế bào hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Khi cơ thể được cung cấp đủ sắt, quá trình sản xuất hemolon diễn ra thuận lợi, giúp tăng số lượng hồng cầu, cải thiện tình trạng thiếu máu. Ngoài sắt, hồng táo còn chứa các dưỡng chất quan trọng khác cho quá trình tạo máu như đồng, vitamin B6, vitamin B12. Bên cạnh đó, hồng táo còn giúp tăng cường tuần hoàn máu. Các hợp chất trong hồng táo có tác dụng mở rộng mạch máu, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Điều này giúp cung cấp oxy và dưỡng chất cho các cơ quan trong cơ thể một cách hiệu quả, đồng thời loại bỏ các chất cặn bã.